American Idol 2021, thí sinh ngất xỉu trên sân khấu, giám khảo vội vã nói kết quả. Trong chương trình American Idol vừa phát sóng tới ngày 23 tháng 3, các thí sinh được xếp thành từng cặp và biểu diễn song ca. Hai nữ thí sinh Funko Lagoke và Jonah Felton thực hiện thử thách với bài Tell Him của Barbara Streisand và Celine Dion. Mặc dù cả hai đã cố gắng hỗ trợ, nâng đỡ nhau, phần biểu diễn của họ chưa thực sự tốt và giám khảo phải tranh cãi để chọn ra người đi tiếp vòng trong. Giám khảo Lionel Richer nhận xét rằng Jonah Felton ban đầu hát nỗ lực nhưng sau đó cô bị hụt hơi. Funko Lagoke hát tốt từ đầu đến cuối nhưng có một vài vấn đề. Trong khi Lionel đang nói dở, Funko Lagoke bất ngờ đổ sụp trên sân khấu. Lionel hoảng hốt chạy lên trong khi Katy sốc đến mức không thể nói nên lời. Đội cấp cứu lập tức chạy vào trường quay bế Funko Lagoke lên cáng. Cô bị rách cằm và chảy máu, cú ngã đầu khiến Funko tỉnh lại và cô theo thao nói rằng không muốn bị khâu ở mặt. Sau khi người bạn gặp sự cố, thí sinh Jonah Felton khóc vì hoảng sợ và lo lắng. Giám khảo Lionel Richer đã tới trấn an cô và thông báo tiếp kết quả. Tôi nghĩ mình nên thông báo tin này cho bạn. Cả hai bạn đều xứng đáng vào vòng trong, Lionel nói. Trong khi đó, Funko Lagoke được truyền nước và khâu 3 mũi ở cằm. May mắn không bị gãy xương, Funko sẽ nghỉ ngơi để tiếp tục trình diễn trong vòng Showstopper vào tuần tới. Trên Instagram, Funko Lagoke chia sẻ rằng đây là trải nghiệm đau thương và cô cảm thấy xấu hổ trước sự cố này. Tuy nhiên, Funko khẳng định sẽ mạnh mẽ vượt qua và sẽ cho khán giả thấy tài năng chưa bộc lộ hết của mình. Là một nghệ sĩ biểu diễn, bạn muốn được làm nổi bật theo cách tốt nhất có thể. Và mỗi khi nhớ đến cú ngã này, tôi luôn tự nhủ với bản thân. Mình còn làm được nhiều điều hơn sự cố đó. Những ai biết tôi đều hiểu tôi có thể làm được hơn thế. Tôi cầu nguyện rằng nước Mỹ và bất cứ ai từng xem tai nạn này đều thấy rằng ngay cả khi chúng ta vấp ngã trong cuộc sống, chúng ta sẽ quay trở lại và chiến đấu vào ngày tiếp theo. American Idol 2021 mùa thứ 19, chương trình do MC Ryan Seacrest dẫn dắt với sự trở lại của ba vị giám khảo Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie.